liên quan tới hình học. Thì thầy chia sẻ cái kinh nghiệm đầu tiên khi mà học hình ấy, thì những cái liên quan tới lý thuyết thì không nói rồi, nhưng nó có những cái bài toán liên quan thì chúng ta cần phải chú ý. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là học hình là còn phải vẽ hình nhanh nữa. Và thứ hai quan trọng nhất khi học hình đó là cái yếu tố là đánh dấu dữ kiện lên hình vẽ là rất quan trọng nhá. Vì chúng ta căn cứ vào hình vẽ để chúng ta giải hình đó. Căn cứ hình vẽ để giải hình. Và cộng với lại là có một số bài thì phải vẽ rất chính xác, giống như những bài chứng minh thẳng hàng đồng quy, chúng ta phải vẽ rất chính xác. Hoặc là một số những bài liên quan tới tam giác đều. Thế còn là thực tế mà nói là còn về cơ bản là vẽ không cần quá chính xác, tức là ta có thể dùng tay vẽ nhanh được để mình giải. Bởi vì nhiều khi chúng ta là học đây không những chỉ là học kiến thức, mà còn cả cái giống như là chúng ta đi thi ấy, đúng không? Nhiều khi đi thi vào trường chuyên lớp chọn hay thi học sinh giỏi thì cái yếu tố thời gian rất là quan trọng. Đó, do đó chúng ta phải làm nào thật nhanh. Thế học hình thì đương nhiên là vẽ nhanh, có những bài vẽ chỉ cần nháp vẽ bằng tay tí xíu thôi là cũng có thể là phát thảo ok rồi. Đó. Thế còn cái mà chúng ta mà cứ đi vẽ hình lề mề mãi không xong cái hình ấy thì sẽ rất là lâu và nó tốn thời gian. Thêm nữa khi học hình ấy thì có một cái yếu tố nữa, đó là cố gắng suy ra tối đa được những gì có thể từ cái từng câu giả thiết một. Đó. Đây mình vào bài đầu tiên nhá, thì buổi đầu tiên thì thử liên quan một số cái kiến thức, gọi là dùng tổng hợp đấy. Những cái tứ giác đặc biệt chúng ta đã học hoặc là liên quan tới tam giác đều vân vân. Mình vào bài đầu tiên luôn nhá. Thì đến đâu thì thầy sẽ nhắc kiến thức bổ sung từ đấy vậy, kiểm tra chúng ta xem những kiến thức bổ sung như nào. Đó. Đề bài này, trên đoạn thẳng AB lấy điểm C dựng hai tam giác đều. Rồi, xong gọi trung điểm vân vân. Đấy, bây giờ thầy hỏi hữu nghĩa nhỉ? Tức là cứ liên quan tới trung điểm thì mình nghĩ tới cái điều gì cơ? Thế này, cứ cho liên quan tới trung điểm thì mình nghĩ tới điều gì? Nào các bạn nào nói được không? Có phải đường trung bình? Cứ cho liên quan tới trung điểm thì chúng ta phải nghĩ tới đường trung bình. Mà có đường trung bình, nhiều cái đường trung bình thì nó sẽ có liên quan tới hình bình hành. Đó. Song song và bằng nửa, nó có những cái đoạn kết nối với nhau. Đó, ok. Tiếp theo nhá, còn ba đâu rồi. Dựng tam giác đều thì thực tế mới nói là cái tam giác đều các bạn dựng quen thì dùng bằng mắt cũng được. Tuy nhiên là liên quan đến tam giác đều thì mình cố gắng vẽ cho chính xác ra. À, thầy lại không có cái compa ở đây nhỉ. Được rồi. Rồi, vậy mình cùng đọc đề để phân tích nha, xem nào là suy ra được những gì từ cái giả thiết. Rồi, lấy điểm C trên đoạn thẳng AB, vẽ căn tam giác đều ACD và BCE. Rồi, dừng giả thiết ở đây nhá. Vậy thì đến đây các bạn thử xem nào suy ra được những gì nhỉ? Nhìn trên hình vẽ cho thầy nào. Hai cái tam giác đều này xuất hiện trên hình vẽ thì các bạn suy ra được những gì? Cứ mạnh dạn nói đấy. Thanh Tùng nhỉ? Dựng hai cái tam giác đều này con biết được những điều gì? Em thấy biết được số đo góc từng góc trong tam giác. Các góc, các cạnh bằng nhau thì đương nhiên là các góc. Vậy biết được số đo góc kéo theo con biết được thêm điều gì? Những góc 60 vậy kéo theo con biết được điều gì? Nghĩ là biết được thêm cả góc. Như thế là sẽ chứng minh được AD. Tức là chúng ta chính xác, tức là ngoài cái chuyện các cạnh bằng nhau nhá, tức là chỉ dừng hình tới đây thôi, mình thử xem mình suy ra được gì. Những cái đoạn thẳng này song song với nhau bởi vì có những góc đồng vị bằng nhau cũng bằng 60 vân vân. Đó, đấy là cái suy ra đầu tiên. Tiếp theo này, người ta bảo lấy trung điểm của AE
lấy trung điểm của AE nhá. Đấy, đây ta có điểm này là điểm M N. AE này M. Đấy, CD. Đây là điểm N. Vậy lấy đến tới hai cái trung điểm này các con nhìn ra điều gì không? Đúng không? Bây giờ hình thành đề bài hình thành tới có đúng hai cái trung điểm này. Có bác nào nhìn ra điều gì nữa không? Chịu khó xem suy luận xem tối đa mình sẽ có những gì. Đó, thử lướt lướt qua cái xem nào. Đã rồi, vậy thì thầy lấy thêm trung điểm nữa nhá. Trung điểm của BD. Đây ta có điểm P và trung điểm của CE có điểm Q. Đó. Thì đề bài người ta bảo là vậy bây giờ lấy trung điểm là mình phải biết ngay sẽ có những cái đường trung bình. Chắc chắn sẽ có những đường trung bình. Đó. Ok, thế bây giờ người ta có đường trung bình. Bây giờ người ta bảo là cái tứ giác này là hình gì? Thì đầu tiên mình phải có cái phán đoán ban đầu. Vậy các con phán đoán nó là hình gì? Nhìn ra rồi đúng không? Nó là hình gì nhỉ Thanh Tùng nhỉ? Em thấy hình thang cân. À, nó chắc chắn sẽ là hình thang cân. Vậy mình phải đi chứng minh nó là hình thang kết hợp với cân. Vậy chứng minh hình thang chỉ cần song song là ok nhỉ? Vậy thì hình thang cân sau khi có hình thang rồi có những cách nào chứng minh cân đây nhỉ? Thanh Tùng. Em thấy là em nghĩ trong cái bài này thì nên chứng minh hai góc đáy bằng nhau. Không, thầy chưa hỏi cái gọi là góc đáy, tức là thầy chỉ hỏi những cách chứng minh một hình thang nó biến thành hình thang cân khi nào thôi. Hình thang với hình thang cân thì hai đường chéo bằng nhau. À, liên quan tới hai đường chéo bằng nhau thì nó sẽ cân. Đó. Và gì nữa? Hoặc là gì? Hoặc là hai góc đáy bằng nhau. Góc đáy bằng nhau thì nó sẽ là cân. Đúng chưa? Vậy thì chứng minh hình thang cái tức là mình song song vậy nối NP lại cái tự nhiên mình có ngay hai cái trung điểm nối lại có đường trung bình là ok. Song song với CQ, MQ cũng song song với AC. Vậy có ngay hình thang đơn giản rồi. Vậy bây giờ chứng minh cân. Chứng minh cân thì tại sao con lại nghĩ tới cái hướng là chứng minh góc mà không phải là đi theo hướng hai đường chéo? Tức là mình sẽ đều nghĩ tới hai hướng, có đúng không? Bao giờ thế thôi, sẽ nghĩ tới đồng loạt cả hai hướng. Thế nhưng mà đi tới ví dụ nếu như hai đường chéo thì mình nối ví dụ NQ lại thì chúng ta có một cái đường trung bình nó sẽ bằng nửa DE là ok rồi. Thế nhưng mà cái anh MP trung điểm hai cạnh dài dài tạm thời chưa có ý tưởng gì đúng không? Vậy mình đồng thời nghĩ tới góc. Đó. Nghĩ tới góc vậy chúng ta thấy cần chứng minh hai góc này bằng nhau nữa là xong. Vậy các bạn đã chứng minh được hai góc này bằng nhau chưa? Là dựa vào yếu tố gì đây nhỉ? Bây giờ thầy hỏi một bạn nhỉ? Thành Tiến nào? Thành Tiến chứng minh được hai cái góc này bằng nhau không con? Không. Không ạ. À. Rồi. Vậy bây giờ nhá. Thầy hướng dẫn này, thứ nhất là nói đến hai cái góc này thì con thấy nó góc được tạo bởi hai cái đường nào đây? MQ. MQ thì nó thế nào? Đương nhiên song song với AB và cũng song song với NP rồi. Thế còn cái anh MN, mấu chốt chính là anh MN. Cái cạnh thứ hai của cái góc này đó là MN. Vậy nói đến MN thì các bạn nhìn thấy nó là, thầy hỏi Thành Tiến này, nó là nối của hai cái gì đây? MN nó là nối của hai cái đoạn nào đây? Trung điểm của hai anh DC và AE. Vậy cái DC AE nó là gì nhỉ? Thành Tiến nhỉ? DC AE nó là gì con? Chưa nhìn ra hả? Hai DCAE nó là cái gì đây?
nối hai trung điểm, nhìn xem trung điểm của hai cạnh này nó là hai cái gì đây, hai đường chéo của tứ giác ADEC. Vậy cái tứ giác ADEC nó có gì đặc biệt? Thì như thầy nói ban nãy, khi bắt đầu dựng tới cái thai tam giác đều này, chưa cần tới trung điểm, ta đã biết có những cái đoạn song song. Vậy thì trung điểm mà N của hai này chính là trung điểm hai đường chéo của một hình thang. Vậy các con nghĩ tới cái bài về trung điểm hai đường chéo của hình thang thế nào không nhỉ? Đó, nó có những cái kiến thức liên quan khi chúng ta học, chúng ta chú ý một chút. Vậy trung điểm hai đường chéo của hình thang nối lại, chắc chắn nó sẽ song song với hai cạnh đáy. Nó dựa vào cái bài toán gọi là bốn điểm này thẳng hàng này, về đường trung bình của hình thang. Có đúng không? Chúng ta học bài này rồi, có đúng không? Đó. Vậy khi nối đến MN, chúng ta thấy nó chính là trung điểm của hai đường chéo hình thang. Vậy chắc chắn, nhớ tới bài này, nó không đi qua trung điểm nốt hai cạnh bên và song song với hai đáy. Vậy góc này có MN này, song song với AD này, MQ song song với AB. Vậy hai góc này chắc chắn sẽ bằng nhau. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta thấy rằng là góc được tạo bởi hai cặp cạnh song song với nhau thì hoặc bằng nhau, hoặc có thể là bù nhau. Tức là chúng ta cần phải chỉ ra nó là góc nhọn nếu như mà sử dụng cái tính chất gọi là góc có các cặp cạnh tương ứng song song. Vậy tuy nhiên với lại để cho nó chặt chẽ, vậy thì chúng ta sẽ không dùng cách đó, mà có thể là đi móc nối thế nào được những cái góc này lại với nhau để cho nó bằng, thì người ta sử dụng cái gọi là ba điểm này thẳng hàng này. Vậy các con thấy khi lấy nốt cái trung điểm của AC thì đương nhiên ta sẽ có đường trung bình. Anh lấy điểm PQK nhá, thì có phải chúng ta sẽ có MK song song với CE, CE song song với AD. Vậy MK song song với AD, KN cũng song song với AD, do đó ba điểm này thẳng hàng. Tức là chúng ta chứng minh lại cái tính chất trong hình thang thì bốn cái trung điểm này thẳng hàng, đúng chưa? Vậy ta có ba điểm này thẳng hàng, lúc đó ta có ngay góc N đây, móc nối qua góc K đây, bằng góc A bên này, đều bằng 60 độ. Vậy chúng ta đã giải quyết luôn được cái góc M này sẽ bằng 60 độ. Tương tự thì góc Q cũng sẽ bằng 60 độ, đúng không? Và chúng ta là giải quyết được bài toán đầu tiên rất là đơn giản. Đó, do đó thầy mới bảo là khi chúng ta học hình thì cố gắng là xem, giống như thầy vừa bảo, có hai cái tam giác đều dựng lên, thì rất nhiều bạn ok nghĩ tới cái chuyện đó là chỉ tới những góc 60 bằng nhau, vân vân, các cạnh bằng nhau, mà nhiều khi quên đi cái dự kiện nó rất là sờ sờ trong mắt chúng ta, đó là có những cái đoạn thẳng song song với nhau. Mà song song thì đương nhiên nó sẽ tạo ra cái hình thang khi xuất hiện hai trung điểm của hai đường chéo của hình thang, thì chúng ta có cái bài toán liên quan, đó là trung điểm về hai đường chéo và các cạnh bên của hình thang luôn luôn thẳng hàng. Đó, đấy là cái bài đầu tiên, đúng không? Mình nói nhá, đa phần là học hình thì là sẽ ít trình bày lắm, cái khâu trình bày tính sau, vì mình là đang là cố gắng là học sinh là đội tuyển học sinh giỏi, vì vậy là cái khâu trình bày thì cứ tạm thời để nó sang một bên. Chúng ta chủ yếu gặp một bài thì chúng ta sẽ phân tích xem cái hướng giải nó là gì, bắt đầu từ đâu và nên đi theo hướng nào. Đó, đấy là cái bài đầu tiên. Thế còn khi chứng minh MP bằng DE thì đơn giản rồi, có đúng chưa? Nó là hình thang cân thì đương nhiên là ở đâu? MP bằng DE chia cho 2 thì MP đương nhiên nó bằng NQ, NQ bằng DE chia 2 thì cái đấy là đương nhiên. Đấy là cái bài đầu tiên chúng ta cùng tham khảo, đúng không? Nhắc lại một chút kiến thức. Cho tam giác đều ABC và điểm M thuộc miền trong của tam giác.
một điểm M bất kỳ, vậy mình chấm cái vị trí nó lệch lệch đi một chút. Bây giờ chứng minh rằng tồn tại một tam giác có ba đỉnh là thuộc ba cạnh của tam giác ABC và có ba cạnh đó tương ứng bằng độ dài MA, MB, MC. Đó. Tức là mình phải chỉ ra được có một cái tam giác đây là ba đỉnh, có một cái tam giác bất kỳ mà ba đỉnh nằm trên ba cạnh một tam giác bất kỳ, sao cho ví dụ cạnh này bằng cạnh này. Đó. Cạnh số 2 bằng cạnh số 3 và những cái cặp cạnh còn lại này bằng nhau. Đó, thì đấy chính là nội dung ý tưởng của bài toán. Bây giờ chúng ta cùng phân tích nhá. Gặp một bài này thì đầu tiên cái ý tưởng đó là gì? Người ta bảo chứng minh tồn tại một tam giác có ba đỉnh thuộc ba cạnh của tam giác X, Y, Z, sao cho mỗi một cạnh của tam giác này bằng một đoạn thẳng MA, MB, MC. Đấy là ý tưởng, đúng chưa? Vậy thì gặp một bài này đương nhiên chúng ta phải đưa ra một cái ý tưởng nào đó. Ví dụ một cái cạnh nào đó bằng MB, vậy thì cái cạnh mà bằng MB chúng ta sẽ đưa ra những cái ý tưởng nào để cho lấy hai điểm sẽ bằng MB đây, đúng không? Vậy cái ý tưởng đầu tiên rất đơn giản là ví dụ như là chúng ta thấy ngay là dựng cho làm sao cho một điểm ở đây. Ví dụ một cái cạnh nó bằng MB nhá, thì một là nó nằm ở bên cạnh ABAC, tức là nó nằm ở cái hướng này. Hai là nó nằm trên cạnh một đỉnh ở BC, một đỉnh ở AC. Đó. Ba là ví dụ nó là một đỉnh ở AB, một đỉnh AC. Vậy thì chúng ta nên đi theo những hướng nào để lựa chọn những cái đỉnh đấy đây, đúng chưa? Đó. Ví dụ như là cần phải bằng cạnh MB nhá, thì chúng ta sẽ có những ý tưởng nào cần bằng cạnh MB mà hai đỉnh ở hai bên, hai cạnh khác nhau. Vậy thì có một ý tưởng rất đơn giản, đó là dựng cái hình bình hành, đúng chưa? Vậy thì ta sẽ có ngay hai đỉnh, đây là một đỉnh thứ nhất, đỉnh X, đây là đỉnh Y. Vậy khi đó ta sẽ có ngay được hai đỉnh rồi. Vậy thì vấn đề ở đây là cái đỉnh thứ ba nó phải là vị trí nào ở trên cạnh AB đây, đúng chưa? Đấy là ví dụ mình dựng như vậy đi, một cái ý tưởng sơ khai rất đơn giản như thế, thầy gặp như các bạn thầy cũng sẽ như vậy. Đấy là một hướng. Thế tuy nhiên bây giờ chúng ta thấy này, vậy có hai đỉnh rồi, vậy cần một cái đỉnh thứ ba. Vậy chúng ta áng áng này, nó bằng cạnh này, bằng cạnh MC này, mình cần một đoạn bằng đoạn MC nữa hoặc là MA, ví dụ như bằng MA đi. Vậy thì cái đỉnh đấy nó phải ở đâu đó đây hoặc là dưới này, đúng chưa? Vậy thì các bạn đưa ra cái ý tưởng là nên chọn cái vị trí số 1 này hay là vị trí số 2 ở bên dưới này, để cho một là nối với X là cạnh này bằng MA, hai là chúng ta lấy ở nối bên dưới này bằng MA đây. Các bạn sẽ đưa ra cái ý tưởng là chọn cái đỉnh số 3 ở đây nó sẽ là đỉnh nào đây, ở vị trí nào đây, để chúng ta đưa ra cái ý tưởng tiếp theo nào. Ý tưởng tạo hình đấy. Thanh Tùng đưa ra ý tưởng gì không? Nhớ là đi như vậy thì chúng ta khi dựng cái hình bình hành ở đây mình sẽ có sự song song. Chú ý tam giác đều, người ta cho tam giác đều góc 60 độ, nó không phải ngẫu nhiên. Vậy chỗ này sẽ có góc 60 độ. Vậy từ đây con thấy cái ý tưởng là định dựng đỉnh số 3 ở đây hay là ở đây thì sẽ hay hơn đây. Cứ thử tạm tạm tí xíu đi, bằng một cái cảm quan của mình đã. Thì cái đỉnh số 3 nó nên ở đâu đây? Nó ở vị gần A, đúng không? Vậy nếu như gần A hai cái anh này bằng nhau mà lại thấy góc này 60, góc này 60, vậy con nghĩ tới cái gì? Cái tứ giác này nó phải là hình gì? Hình gì? Hình thang chưa đủ. Hai góc đáy bằng nhau, vậy nó phải là hình gì? Hình thang cân. Đúng chưa? Vậy mình đưa ra cái ý tưởng đó là
Vậy hình thang cân góc này 60, vậy chúng ta vẽ song song ở đây cả. Vậy có ngay anh thứ ba ở đây. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta đã thấy rằng là đã có cạnh xanh bằng cạnh xanh này. Nếu như tiếp tục như vậy thì chúng ta có cạnh này bằng cạnh hồng. Vấn đề tiếp theo là khi dựng như vậy thì chúng ta sẽ có được, vậy là cần chứng minh cái gì nữa là xong. Ý tưởng tiếp theo đó là cái anh này cần phải bằng cạnh này. Vậy chúng ta thấy hai cạnh này bây giờ đi chứng minh bằng nhau kiểu gì đây? Đúng không? Nếu chứng minh bằng nhau cái giải quyết xong bài toán. Vậy chứng minh kiểu gì đây? Lại mắc rồi đúng không? Tức là tạm thời mắc hai anh này, chúng ta thấy nó không nằm trong những cái tam giác tương ứng mà chúng ta nhìn thấy có thể bằng nhau. Đơn giản như vậy đi. Đúng không? Cạnh này nằm trong tam giác có góc 60 độ và cạnh BI cạnh này rồi. Nhưng tuy nhiên cạnh này đây nó không nằm trong tam giác nào có góc 60 độ cả. Vì vậy là cái ý tưởng dựng dạng hình bình hành như vậy nó đang tạm thời mắc. Thế nhưng trong quá trình làm theo ý tưởng đấy, chúng ta thấy phát hiện có một cái hình thang cân mà sẽ móc nối được hai cái cạnh này bằng nhau không cả lớp nhỉ? Đúng không? Đây này, hai đỉnh ở đây tự nhiên chúng ta có một cái hình thang cân ở đây. Này, anh này song song này. Hình thang cân ở đây tức là anh này lại phải song song với AC, anh này song song với BC. Vậy từ đây chúng ta có ý tưởng để giải bài toán này chưa? Đi theo một cái trên trong quá trình nhá, mình gọi là phán đoán thì chúng ta thấy có một cái ý tưởng đó là có một cái hình thang cân. Đây, tam giác ABC. Nha. Có một điểm M bất kỳ đây. Vậy thì chúng ta thấy khi dựng cái hình thang cân tức là kẻ song song này này. Kẻ song song ở đây. Vậy ta có hình thang cân chưa? Kẻ song song góc 60. Anh này cũng là góc 60. 60. Vậy chúng ta có hình thang cân, tức là ta có ngay đoạn MA bằng anh này. Vậy mình có hai điểm, điểm số 1 và điểm số 2. Vậy từ đây các con ra ý tưởng để dựng điểm số 3 chưa? Bạn nào nói cho thầy nốt cái ý tưởng để tạo ra cái điểm số 3 dựa vào cái trong quá trình ý tưởng bài này đúng không? Mình lại bắn sang cái ý tưởng về hình thang cân. Vậy từ đây chúng ta thấy cái hướng này rất sáng này. Vậy các con thấy cái đoạn cạnh MB này sẽ bằng cạnh nào đấy? Ra ý tưởng chưa? Thanh Tùng ra ý tưởng chưa con? Hữu Nghĩa ra chưa? Đây này, vậy chúng ta có hai đường song song, vậy tại sao không nghĩ nốt vẽ đường song song thứ ba đi? Vẽ nốt đường song song thứ ba thì anh MB bằng gì đấy? Cũng bằng anh này. Có đúng chưa? Thế nhưng anh MC thì bằng anh nào? Tuy nhiên hai anh này nó lại chưa móc nối được với nhau. Đấy nhá, đỉnh số 1, đỉnh số 2. Vậy đỉnh số 3 nó nên ở đâu đây? Đúng không? Bắt đầu nó có cái sự móc nối với nhau này. Vẽ ba đường song song, vậy khi đó MA có thấy bằng cạnh số 1, 2 này. MB bằng anh này. Thế nhưng cái anh này nó bảo là ba đỉnh trên ba cạnh, vậy mình có hai đỉnh rồi, đỉnh số 3 nó sẽ là như nào đây? Nhìn ra đỉnh nào chưa? Ví dụ đây nhá, MC khi dựng như vậy thì chúng ta thấy này, cái anh MC ở đây nó bằng đoạn nào nhỉ? Đấy nhá, thì đặt là x y z T và ABCD EF. Đó, khi kẻ song song ta sẽ có những hình thang cân. Vậy anh MA kết nối được qua ZE rồi. Do đó chúng ta sẽ có ý tưởng một trong hai đỉnh này, các bạn thấy biết phải chọn đỉnh nào chưa?
Vậy ta thấy này, cái đỉnh nối hai anh này không hợp lý. Bởi vì khi đó chúng ta thấy này, MC nhá, MC này, cạnh màu trắng này, nó bằng cách nào vào lớp nhỉ? Nó phải là một trong hai đỉnh đi từ E hoặc Z thì nó mới thỏa mãn điều kiện đề bài. Ba đỉnh là ba cạnh của một tam giác, đúng không? Vậy MC bằng anh này chưa? Hình thang cân mà, đúng chưa? Vậy nốt cái đoạn MB nó sẽ bằng anh nào? ZY. Do gì đấy? Các cái tứ giác này là hình thang cân. Vậy các bạn thấy là, tức là chúng ta, các bạn đã hiểu ý tưởng giải quyết bài toán chưa nhỉ? Đúng không? Qua đỉnh M dựng các đường thẳng song song với các cạnh bên. Khi đó ta sẽ có được các cái tứ giác này là hình thang cân. Là hình thang cân thì lúc đó các đường chéo bằng nhau, do đó ta móc nối được ba cái cạnh cùng màu vào với nhau. Vậy khi đó chúng ta thấy ba cạnh MA, MB, MC nó chính là độ dài ba cạnh của tam giác ZEY. Do đó là chúng ta là đã giải quyết xong bài toán. Rồi chúng ta thấy cái bài này nó liên quan tới cái tính chất về nó là sao đây. Để ý một chút thì tất cả những tam giác cân khi chúng ta dựng những đường song song như vậy thì nó đều tạo ra những cái hình thang cân. Hình thang cân thì hai đường chéo bằng nhau. Vì vậy là chúng ta giải quyết được cái bài này. Tức là thông qua một cái ý tưởng rất là sơ khai ban đầu thôi. Mình phải lần, đương nhiên là không ai có thể là nhìn cái ra ngay được. Tức là chúng ta phải lần qua những bước nào để tạo ra được những cạnh bằng nhau. Đúng không? Và làm nào tạo ra hợp lý thì đương nhiên ví dụ những cạnh bằng này thì phải nghĩ tới hình bình hành đi. Hoặc là ví dụ như dựng đường tròn, thế nhưng mà bình thường là dựng cái lấy cái đoạn bằng nhau. Thế nhưng mà lấy cái đoạn bằng nhau thì đương nhiên nó sẽ trùng với vị trí đặc biệt là đỉnh, một đỉnh là đỉnh B này thì không ai người ta làm vậy cả, đúng không? Vậy những cái đỉnh khác thì nghĩ tới cái hình bình hành. Thử xem thì chúng ta móc nối, vẫn bị móc nối một tí xíu. Nhưng trong quá trình ý tưởng này thì chúng ta thấy có một cái ý tưởng là hình thang cân. Chỗ này là móc nối được hai cạnh ở trên đường chéo của hình thang cân bằng nhau, cái là giải quyết được. Vậy từ đây chúng ta thấy cái bài này là chúng ta chỉ cần là gì đây? Dựng các đường thẳng song song. Bước 1 thứ nhất là dựng các cái đường thẳng song song. Dựng cái đường thẳng Z, M, T song song với AC, D, M, E song song với BC, và đường X, M, Y song song với AB. Vậy lúc đó chúng ta sẽ có được các cái tứ giác là hình thang cân. Nó là MX AB, đúng không? MX AD này, ZM Y, ZM YB, và anh cuối cùng là anh IM EC là hình thang cân. Vậy chứng minh được hình thang cân, lúc đó ta sẽ có được những đoạn màu xanh bằng nhau, những đoạn màu hồng bằng nhau, màu trắng bằng nhau, mà chúng ta có điều phải chứng minh. Khi đó chúng ta có là MA bằng ZE, MB bằng ZY, và MC chính là bằng IE, và chúng ta có điều phải chứng minh. Đó, thì đấy là cái ý tưởng về cái gọi là những bài toán dựng hình là tương đối khó một chút. Thì đây chúng ta có một cái bài toán tiếp theo như này. Bây giờ thầy hỏi các bạn này, cho một cái tam giác ABC cân tại A, tam giác ABC cân tại A, đúng chưa? Đó. Lấy một điểm M bất kỳ thuộc BC. Đó. Chứng minh MH và MK, MH vuông góc với AB, MK vuông góc với AC. Chứng minh cái tổng MH cộng MK luôn không đổi. Tức là một điểm M chạy trên cạnh BC, chứng minh rằng cái hai cái khoảng cách MH MK này tổng cộng lại luôn không đổi.
Chúng ta chắc chắn là gặp bài này rồi đúng không? Có bạn nào nhớ bài này không? Trọng cương nhỉ? MH cộng MK bằng gì con nhớ không? Con biết không? Bằng đường cao hỗn vẹn từ đỉnh A xuống nhớ là cân bằng đường cao thì đúng, nhưng mà không phải kể từ A. Kể từ đỉnh B hoặc từ đỉnh C. BP. Cái tổng anh này luôn luôn bằng BP là không đổi. Nó là đường cao đi từ đỉnh. Nhưng mà chứng minh kiểu gì các bạn có nhớ không? Lập hình bình hành đúng không thầy? Không cần lập hình bình hành. Cái bài này chứng minh thì lại không cần tạo bất cứ cái gì hết. Không cần kẻ vuông góc. Kẻ vuông góc là dùng hình chữ nhật cũng ok. Có một hướng đó là chứng minh kẻ vuông góc hình chữ nhật. Nhưng bài này thì dùng kiến thức lớp 7 là xong. Đó là dùng diện tích cái xong luôn. Chứng minh dùng diện tích. Đây có phải là cái anh MH nhân với AB cộng với MK nhân AC thì chính là hai cái miếng tam giác này ghép lại, MAB và MAC, hai lần diện tích hai cái tam giác này ghép lại có đúng không? Thế nhưng AB bằng AC, đặt AB AC chung ra cái xong dùng diện tích nhá, thì có phải là ta có là MH nhân với AB cộng MK nhân với AC thì chính là bằng hai lần diện tích tam giác ABC. Vậy nó bằng BP nhân với AC. Rút gọn những cái giống nhau đi, ta có điều phải chứng minh. Có đúng chưa? Thì đấy là một bài toán rất cơ bản. Thế bây giờ chúng ta phát triển sang bài toán thứ hai. Đó là tam giác đều. Đây, cho tam giác đều ABC. Đây là cái bài toán số 1 nhá. Thế bây giờ chúng ta có phát triển sang bài toán số 2. Đó là cho tam giác đều ABC. Tam giác ABC đều. Đúng chưa? Lấy một điểm M bất kỳ nằm trong tam giác ABC. Kẻ MP vuông góc với AB là một điểm M bất kỳ. MP vuông góc với AB này, MQ vuông góc với AC và MPQK vuông góc với lại BC. MP, MQ và MK. Đó. Đúng chưa? Người ta bảo lúc đó chúng ta sẽ có một cái bài toán rất cơ bản, đó là chứng minh tổng MP cộng MQ cộng với MK cũng là không đổi. Đúng chưa? Vậy các bạn xử lý được bài này không? Đơn giản rồi đúng không? Dùng công thức diện tích. Dùng công thức diện tích cái xong luôn, không cần phải tạo hình gì cả. MP nhân với BC thì bằng hai lần diện tích của tam giác MBC. À, tương tự MQ nhân anh kia bằng hai lần diện tích. Vậy cái ba cái cạnh này nhân với độ dài A của tam giác ABC thì chính là bằng diện tích tam giác ABC. Vì vậy tổng ba anh này nó chính là bằng chiều cao, một cái chiều cao đi từ đỉnh, tức là nó bằng chiều cao của tam giác đều. Ok chưa? Đấy là bài toán cơ bản số 2 nhá, về cái gọi là những cái điểm dựa vào những đoạn thẳng cố định. Và chúng ta vừa có cái bài như thầy nói là đối với một cái tam giác cân thì cứ có những cái đường thẳng song song thì nó sẽ tạo ra những cái hình thang cân. Mà hình thang cân có hai đường chéo bằng nhau. Vậy phát triển từ hai cái bài này lên và bài hình thang cân cũng tam giác đều, chúng ta có bài dự đoán sau đây nhá. À, cái bài này thấy vừa mình nhớ lại thôi, cho nên là vẫn chưa có ở trên slide. Đây, đó là coi như câu 11 đi. À, cho tam giác đều ABC. Cho tam giác ABC đều. Đó. Lấy điểm M bất kỳ. M bất kỳ trong tam giác. Kẻ MP vuông góc với BC, MQ vuông góc với AC và MK, PQK vuông góc với nốt anh còn lại là anh AB. Đó.
Đó, lấy một điểm M bất kỳ. Đương nhiên là chúng ta biết rằng là vừa biết rồi, tổng ba cái đoạn này không đổi rồi. Ok, tuy nhiên chúng ta có thêm một bài toán nữa này. Đó là ví dụ như là chứng minh cái tổng mà P nhân với lại PC, mà P nhân với PC cộng với lại này, mà P nhân với ngược lại đi, nhân với PB cho dễ nhá. Vậy bây giờ thầy thử hỏi các bạn về cái sự tương ứng. Vậy các con tự đoán ra được hai cái tổng còn lại là gì không? Đấy nhá. MP nhân với PB. Đúng rồi. Cộng với lại MA nhân KA. MA nhân với KA. Và anh nốt anh còn lại nó sẽ là gì nhỉ? MQ nhân với QC. MQ thì nhân với gì? Đúng rồi, QC cộng với MA nhân KA, chứng minh anh này bằng không đổi. Đó, nó liên quan tới những cái bài đấy, nó liên quan với nhau. Đó, đúng rồi, con tự nghĩ ra như đề vậy là rất là ok luôn. Tức là chúng ta chỉ cần lộ ra một cái biểu thức, chúng ta tự hoàn thiện được nốt những cái còn lại. Đấy chính là cái sự tương ứng trong hình học. Các con học được như vậy thì sẽ rất là tốt. Đó. Vậy thì cũng từ một cái điểm này ở trong tam giác, thì đương nhiên bài này nếu như không biết về những bài trước thì sẽ rất là khó, thuộc dạng là bài khó. Bài trước là bài nào các con còn nhớ không? Là cái bài đầu về dựng, cái bài mà bảo là chứng minh rằng là cũng một điểm mà bất kỳ ấy, thì sẽ tồn tại một tam giác mà có ba cạnh ấy, mà mình dựng ba cái đường song song này. Còn nhớ à, tồn tại ba đoạn thẳng bằng ba đoạn MA MB MC. Thông qua việc mà A nó chính là bằng anh này này, MC thì chính là bằng anh này, MB là bằng anh này, tức là nó là ba cạnh trong một tam giác cân. Thì đấy chính là hướng dẫn của thầy chuyển sang bài này. Vậy chúng ta nhá, cái MP nhân PB, tất cả những bài các con chú ý này, những cái bài mà liên quan tới gọi là có một điểm M bất kỳ trong trong cái tam giác đều ấy, thì tổng hợp lại một số những cái bài toán mà chúng ta đã học ấy, thì thông thường là người ta sẽ dựng những cái đường thẳng qua M mà song song với các cái cạnh. Và thì đây chính là gợi ý của thầy để các bạn làm tiếp như nào, chính là cái bài liên quan với nhau này, ba bài nó liên đới với nhau. Đó. Đó. Khi dựng song song như vậy thì chúng ta có cái gì? Đương nhiên có những hình thang cân, có những hình bình hành và có những tam giác đều. Có đúng không? Đây này, có những tam giác đều này. Có hình bình hành này. Có hình thang cân này. Đó, liên quan tới những bài mà một điểm ở trong tam giác đều là rất hay bằng cái cách tạo hình như vậy. Rồi bây giờ các con xoáy vào cái hình thang cân này để giải quyết cái câu này cho thầy xem nào. Rồi các con thử nhát tí xíu nhá. Vậy đến đây chúng ta xử lý cái một cái tích này nó như nào? MP nhân với PB. Thầy đặt đây là ABCD MN PQ này. X Z. Đây, những cái điểm này không cần.
Tóm lại là cái cách xử lý rất đơn giản là chúng ta đi dựng cái đường song song như vậy. Vậy bước tiếp theo, quan trọng nhất là chúng ta có được những cái hình thang cân và những hình bình hành. Vậy các con thấy MP nhân với PB nó sẽ bằng gì đây? Mấu chốt duy nhất của bài này. MP nhân PB bằng gì? Thứ nhất, các con nhìn thấy MP nó là gì đó? Ngoài tam giác MPD nó còn là đường cao của tam giác nào? MIB. Nhưng mà mấu chốt vẫn chưa ra vấn đề, nó là đường cao của anh nào nữa? Hình thang cân. Đường cao của cái hình thang này. Vậy thì đường cao nhân với hình với lệnh là đường cao hình thang nhân với, nó xuất hiện về một phần của đường cao hình thang. Vậy các con nghĩ tới bài toán gì không? Có nghĩ tới đường cao của hình thang không? Vậy đường cao của hình thang thì nó phải liên quan tới hai đáy. Đấy. Vậy các con lại phải nhớ tới cái bài hình thang cân nhé. Đấy. Một cái hình thang cân ABCD bất kỳ. Vậy cái anh kẻ BH đường cao, nhưng mà vấn đề nó lại chỉ nhân với một cái đoạn này thôi. Vậy các con móc nối được cái đoạn này với hai đáy không? Móc nối được với hai đáy không? Tí xíu nữa là ra này này. BH nhân DH nó sẽ là gì? Với ABCD là hình thang. Đúng rồi, gần ra rồi đấy. Vậy DC tức là con ra được một cái đáy nhỏ rồi, ra được một cái đáy lớn rồi. Vậy thì cái HC liệu có tính toán được qua cái đáy nhỏ AB không? Đấy. Đấy nhá, DH này. Đây, những bài toán rất cơ bản về hình thang cân là phải nhớ nhỉ. DH này nó sẽ bằng DC trừ DHC, bằng DC trừ đi. Thế HC có bằng DK không nhỉ? Đúng không? HC có bằng DK không? Tính chất của hình thang cân khi chúng ta hạ hai cái anh vuông góc xuống. Vậy HC bằng DK chính là bằng đáy lớn trừ đi KH chia 2, có đúng không? Đây này, hai anh này cộng với KH thì bằng DC. Vậy DC trừ KH chia 2 thì chính là bằng cả hai anh này, có đúng không? Thế nhưng KH thì lại chính là bằng AB. DC nhá, cái này bằng là DK này. Mà nó bằng DC trừ đi KH chia 2. Đúng không ạ? Vậy nó chính là bằng DC trừ đi AB chia 2. Đúng chưa? Vậy từ đây ta móc nối vào đây. DH sẽ bằng DC trừ HC, tức là DC trừ đi DC trừ AB chia 2. Vậy cái này nó chính là bằng gì đây? DC cộng AB chia 2. Mấu chốt. Đó. Vậy từ đây chúng ta thấy gì? Từ đây chúng ta sẽ có được gì? BH nhân với DH nó chính là liên quan tới cái diện tích của cái hình thang ABCD này. Vậy BH nhân DH nó chính là BH nhân với DC cộng AB chia 2. Vậy cái này nó bằng gì nhỉ cả lớp nhỉ? Diện tích của ABCD. Vậy từ đây chúng ta thấy bắn sang cái bài cái này xong chưa? Vậy chúng ta thấy một cái tổng thì nó bằng diện tích của một cái hình thang này. MP nhân với B này. Vậy thì cái anh MQ nhân với QC nó chính là diện tích của hình thang cân thứ hai. Là hình thang nào đây? Đây. Hình
hình thang cân số 2. MIC C gì đó đây. Đúng không? Đúng chưa? Và anh MK nhân với KA chính là diện tích của anh nào đây? Hình thang cân còn lại. AX gì đó đúng không? Đó. Vậy chúng ta đã giải quyết xong bài toán chưa? Hình thang cân số 3. Tức là chúng ta thấy khi đó này, ba cái tổng này gộp lại chính là diện tích của ba cái hình thang cân này. Mà ba cái hình thang cân này gộp lại thì nó chính là gì? Diện tích của tam giác ABC. Đó, nó chính là diện tích của tam giác ABC. Đó, ba những cái hình thang cân này. Ok chưa cả lớp? Đó. Đúng không? Vậy ta có là khi đó cái tổng này luôn luôn bằng chính là diện tích của các hình thang cân. Đây là đỉnh M nha. Vậy nốt cái đỉnh này là X, Y, Z. Đỉnh Z không cần. Nốt cái đỉnh này là đỉnh T đi. Đó. Vậy nó sẽ bằng diện tích của hình thang cân X, B, X, M, Y cộng với diện tích của hình thang cân Y, C, M, T cộng với diện tích của hình thang cân là XM, TA và nó chính là bằng diện tích tam giác ABC. Đó. Ok, cả lớp hiểu bài chưa? Thì đấy là nó có những cái bài móc nối với nhau. Khi như chúng ta học hình ấy, thì nó có những cái bài nhiều khi rất cơ bản thôi. Ví dụ ngay khi học về hình thang cân thì đây chính là cái bài toán rất cơ bản của hình thang cân. Đó là HC bằng DK và bằng hiệu DC trừ AB chia cho 2. Đó. Sau bắt đầu nó mới móc nối sang cái BH nhân với lại và cái DK này. À cái DH. Vậy cái DH này nó chính là bằng AB cộng CD chia 2. Vậy thì nếu như cần phải chứng minh cái này, chúng ta cũng có thể là lấy theo đường trung bình, trung điện đã. Lúc này chỗ này anh này là tam giác vuông, trung tuyến bằng nửa cạnh huyền. Vậy anh này bằng anh bên này, anh này bằng anh này. Là đó nó lại móc nối, có những cái kiến thức rồi, móc nối như vậy. Đó, đấy là bài toán số 2. Các con có cần ghi chép không? Khỏi cần trình bày nhá, tạm thời cứ khỏi cần trình bày đã. Quan trọng nhất là chúng ta gặp một bài, chúng ta là phân tích đi tìm ra lời giải đã. Còn là cái phần trình bày thì nó là cái cơ bản rồi. Đầu tiên cứ giúp chứng minh được những anh này hình thang cân, xong là đi thì trình bày nốt tí xíu là xong đó. Đó, thì chúng ta cũng lại bài này nữa, tam giác đều xem như nào nhá. Đây, cho đoạn thẳng XY trên cùng nửa mặt phẳng, vẽ các tam giác đều. Rồi, cho đoạn thẳng XY này. Bây giờ lấy A bất kỳ, AB bất kỳ trên cái đoạn thẳng này. Chúng ta lấy, nó bảo dựng các tam giác đều, vì vậy mình chia ra những cái đoạn nó đừng có tỷ lệ quá nhỉ. Tức là nó theo kiểu là lệch nhau, ba đoạn này cùng lệch nhau chút. Người ta bảo dựng các tam giác đều. Đây là A nằm giữa X và B. À vậy được. Dựng các tam giác đều XAM. À giờ không quên không lấy compa ở đây, thành ra lâu rồi. Đó. Tuy nhiên đến đây để xem kinh nghiệm vẽ hình như nào nhá. Với bản vẽ này lại làm mất thời gian vẽ lại đó. Nó bình thường thầy hay vẽ bằng tay cho nó nhanh. Dựng các tam giác đều XAM, ABN và BIP
chứng minh trọng tâm tam giác MNP. Đúng không? Vậy chúng ta thấy là vẽ như này dính gần như ba điểm này thẳng hàng rồi. Vậy chúng ta phải bắt buộc phải điều chỉnh lại hình vẽ để cho tránh thẳng hàng, thì đương nhiên là rất đơn giản là những cái kỹ năng này các con cũng phải biết nhá. Mình vẽ thấy cái tự nhiên là nó tam giác MNP mà ba điểm thẳng hàng, vậy mình phải sửa lại liền ngoài hình nháp, đưa nó xuống đây tí, cháo hai cái cạnh này đi, cái tự nhiên là ba điểm nó sẽ không thẳng hàng nữa. Đó. ABN và BIP chứng minh khoảng cách từ trọng tâm tam giác MNP. Đến XY không phụ thuộc vào vị trí của các điểm A và B. Vậy thì trọng tâm thì chúng ta sẽ nghĩ tới cái gì đấy? Những cách nào lấy nhá trọng tâm nhỉ cả lớp nhỉ? Một là lấy theo cách nào? Thành Tiến nào, những cách nào lấy nhá trọng tâm con? Có những cách nào để lấy trọng tâm của một tam giác? Bởi vì nhiều khi chúng ta lấy nhiều quá nó sẽ rối hình. Vì vậy chúng ta phải để ý tới những bài mà là người ta bảo trọng tâm. Vậy bài này các con nên lấy trọng tâm theo hướng nào nhỉ? Giao hai trung tuyến hay là một trung tuyến và chia ba đây? Ví dụ lấy một trung tuyến chia ba đi. À, cho nó đỡ rối hình tạm thời thế đã. Thế còn nếu như chúng ta thấy một trung tuyến chia ba mà không giải quyết được thì chúng ta xử lý nốt một cái trung tuyến nữa. Đó, một trung tuyến chia ba. Vậy người ta bảo chứng minh khoảng cách từ cái trọng tâm của tam giác này, vậy giả sử là g đi. Đó. Đến xy. Vậy thì phải lấy lệch lên tí xíu nữa cho nó đỡ bị đi qua điểm nào này. Cố tình vẽ nó hơi sai chút xíu, lệch lên trên này đi. Này giờ đây. Đó. Vậy mục tiêu chính là đi chứng minh GH không đổi. Chính là chứng minh cái GH bằng không đổi. Rồi vậy bây cả lớp thử suy nghĩ bài này tí xíu xem là xử lý như nào đó. Vậy bây giờ cái bài này là chính là phát triển từ bài này này. Vậy các con đã học bài này chưa? Bài toán phụ cho tam giác ABC và một cái đường thẳng D bất kỳ. Khi đó chúng ta luôn luôn chứng minh hạ ba cái đường vuông góc này xuống. Đó. Để thầy vẽ cái đường này lệch đi tí nhá cho nó dễ nhìn đó. Đây đường này ABC này. Đây. À, chúng ta có một cái bài toán khi bắt đầu học sang cái đường trung bình của hình thang ấy. BB phải nhá, AA phải, CC phải. Vậy đây chính là cái bài toán phụ để đi giải quyết cái bài toán khó này này. Bài toán phụ đó là
chứng minh rằng khoảng cách AA phẩy cộng BB phẩy cộng CC phẩy, hoặc là tính cái tổng AA phẩy cộng BB phẩy cộng CC phẩy theo GG phẩy, xem nó bằng bao nhiêu lần GG phẩy. Đó, một đường thẳng D bất kỳ, trong đó G là trọng tâm của tam giác. G là trọng tâm. Khi đó chúng ta sẽ đi tính được cái tổng này theo cái GG phẩy. Đấy, bài này sẽ là xử lý như nào thì nó cũng không hề khó tí nào, nó phát triển từ cái bài rất rất đơn giản này lên thôi, cái bài cơ bản này. Đấy, từ đây chúng ta thấy này, cái ý tưởng ở đây là BB phẩy cộng AA phẩy cộng với CC phẩy. Đấy, chúng ta thấy đây là ba đoạn thẳng song song với nhau. Vậy liên quan tới tổng của những đoạn thẳng song song với nhau thì mình nghĩ tới cái gì nhỉ? Đó là gì cả lớp? Đáy lớn, đáy bé ở trong các cái hình thang. Có đúng chưa? Vậy tổng hai đáy trong một hình thang nó sẽ bằng gì? Hai lần độ dài đường trung bình. Do đó chúng ta có thể dồn ngay được cái anh BB phẩy cộng CC phẩy. Nhá. Khi đó chúng ta thấy này, BB phẩy cộng với CC phẩy chính là bằng hai lần MM phẩy. Có đúng chưa? Tính chất trọng tâm, vậy mình chỉ cần lấy vẽ một cái trung tuyến AM ra, lấy G 1/3 đây xong này, bằng hai lần MM phẩy. Ok chưa? Thế bây giờ làm sao cộng nốt cái anh AA phẩy vào đây nhỉ cả lớp nhỉ? Làm sao tạo ra được cái tổng này? Đã chắc chắn có BB phẩy cộng CC phẩy này bằng 2 lần MM phẩy rồi. Đúng không? Bởi vì hình thang này, trung điểm vẽ vuông góc xuống có đường trung bình. Khi đó BB phẩy cộng CC phẩy bằng 2 lần MM phẩy. Ok chưa? Thế bây giờ các con thấy bắt đầu nó kết nối sang cái tứ giác AMM phẩy A phẩy này. Đó. Vậy ta thấy AA phẩy cộng với gì? Cộng với GG phẩy bằng hai lần cái gì đây cả lớp? Lấy thêm một điểm số 3 là điểm K này, ba anh này bằng nhau. Vậy thì nó cũng có cái đường trung bình ở đây. KK phẩy. Đúng không? AA phẩy cộng GG phẩy thì chính là bằng hai lần KK phẩy. Đúng chưa? Vậy bây giờ cộng dồn lại đã có AA phẩy cộng BB phẩy cộng CC phẩy chưa? Cộng dồn lại ta có AA phẩy cộng với BB phẩy cộng với CC phẩy và cộng với GG phẩy thì chính là bằng hai lần MM phẩy cộng với KK phẩy. Thế nhưng MM phẩy cộng với KK phẩy thì nó lại chính là bằng hai lần GG phẩy. Vậy cái này chính là bằng 4 lần GG phẩy. Vậy do đó ta có AA phẩy cộng BB phẩy cộng CC phẩy luôn bằng 3 lần GG phẩy. Đó. Đó, vậy đây chính là cái bài toán phụ khi chúng ta bắt đầu học sang cái hình thang, đường trung bình của hình thang. Thì đây là cái bài toán rất là cơ bản hình thang. Chứng minh rằng là tổng ba cái khoảng cách từ ABC đến một cái đường thẳng D bất kỳ ở ngoài tam giác thì luôn bằng 3 lần khoảng cách từ trọng tâm cho tới cái đường thẳng đó. Vậy bây giờ áp dụng vào bài toán này có bạn nào làm được không? Áp dụng vào bài toán này có bạn nào làm được không? Thế nhưng vấn đề con phải chỉ ra tại sao ba cái tổng đấy không đổi. Vậy từ đây áp dụng cái bài này sang bên này. Áp dụng đúng không? Vậy thì để thầy vẽ nốt nhỉ. Đường cao của các tam giác đều nên nó thế nào?
nên nó không đổi. Thế nhưng mà vấn đề là sai. Đường cao của các tam giác đều này, thế nhưng mà các tam giác đều này thay đổi mà. A, B thay đổi ở trên cái đoạn này. Tức là con chưa đưa về được một cái cố định. Áp dụng cái bài này vào đây. Khi đó chúng ta có này, đấy nhá, g g phải nó sẽ bằng 1/3 của m m phải cộng n n phải cộng với p p phải. Đúng chưa? Thế nhưng mà con chưa chỉ ra được ba cái tổng này nó là không đổi. Vấn đề là tại sao nó không đổi? Đấy, m m phải n n phải và p p phải. Đúng chưa? Chắc chắn nó sẽ bằng 3 lần cái tổng này. Vậy bây giờ bạn nào chứng minh cho thầy cái này nó không đổi nữa? Đúng không? Con bảo là tổng 3 đường cao trong tam giác đều đúng là m m phải. Thế nhưng mà vấn đề là cái khi điểm A thay đổi thì cái đoạn m m phải nó thay đổi. N n phải cũng thay đổi, p p phải thay đổi. Nhưng mà vấn đề mấu chốt là ba anh này các con thấy nó phải móc nối với nhau ra một cái tổng. Vậy các con thấy với những bài này, các con thấy nhìn quan sát những bài không đổi, các con thấy trên hình vẽ có duy nhất yếu tố nào không đổi nhỉ? Đọc lại đề đi. Vậy thì mình đoán là phải quy cái này về nhớ cái gì chưa? Đúng rồi. Những cái bài toán mà liên quan tới gọi là chứng minh độ dài tổng không đổi, chúng ta phải xem được cái yếu tố không đổi của bài toán nó là gì. Vậy cái bài này chúng ta thấy là liên quan tới tổng độ dài cạnh. Vậy chúng ta nghĩ tới cái độ dài không đổi ở trên hình vẽ duy nhất, đó là độ dài đoạn thẳng xy. Do đó các con phải quy về được cái độ dài xy. Thế đến đây xong chưa? Độ dài đường cao trong một tam giác đều bằng gì là bắt buộc phải thuộc nhá. Đường cao trong tam giác đều chính là bằng gì? A căn 3 trên 2. Đúng không? Đây, tam giác đều này. Đường cao này. A này, A này. Vậy hai anh này là A trên 2, A trên 2. Vậy Pythagore thì anh này A bình trừ đi A bình trên 4, vậy anh này chính là A căn 3 trên 2. Mấu chốt đường cao của tam giác đều nó chính là cạnh nhân với căn 3 trên 2. Đúng chưa? Vậy từ đây ta thấy mà phải chính là bằng 1/3 nhân với cạnh nhân căn 3 trên 2. Vậy chính là xA căn 3 trên 2 nhân với xA cộng căn 3 trên 2 nhân với AB và cộng với căn 3 trên 2 nhân với BI. Có đúng chưa? Vậy đến đây nó chính là bằng căn 3 trên 6 của xA cộng AB cộng BI. Vậy nó bằng căn 3 trên 6 nhân với xY. Và đến đây nó mới là hoàn thành bài toán. Chứ còn đến đây là chưa hoàn thành. Đó. Đó, thì cho nên là chúng ta thấy rằng là khi mà học nâng cao, học những đội tuyển ấy, nó có nhiều những bài toán nó liên đới tới nhau. Khi chúng ta học sang một bài, chúng ta phải để ý những bài khác. Những cái bài có thể liên đới tới nó. Nên là chúng ta nên nhớ, tức là ví dụ những cái bài toán này là bài toán rất cơ bản của cái gọi là trọng tâm, khoảng cách từ trọng tâm tới một đường thẳng bất kỳ. Và lúc đó người ta phát triển sang cái bài toán này, chẳng qua là chỉ là hệ quả của cái bài này một cách đơn giản thôi. Thì đấy chính là một số những cái bài toán liên quan tới tam giác đều, thí dụ cái buổi đầu tiên như vậy. Bây giờ chúng ta sang bài tiếp theo nhé. Rồi. Mình học nâng cao nhiều khi các con chỉ cần đúng một cái tờ nháp thôi. Nói thật, nhưng ngày xưa như là các thầy học ấy, là không có chuyện là phát đề sẵn như này đâu, mà các thầy giáo đọc cho đề cho sau đó là các thầy chép. Chép thì đối với học sinh giỏi khi học hình ấy, là không phải ngồi như chép đề đâu. Các bạn biết làm gì không? Khi mà thầy giáo đọc đề là các học sinh, những người mà là học khá một chút ấy, thì đều vẽ hình trực tiếp luôn. Đợi thầy giáo đọc cho một cái câu tương đối đầy đủ về cái ví dụ cho tam giác ABC thì nhớ trong đầu đã, nhưng cũng không chép. Mà tạm thời mình nhớ trong đầu là biết tam giác đấy đó đã. Xong bắt đầu khi thầy giáo bảo là vẽ các đường cao vân vân thêm một tí nữa thì cũng có thể chưa vẽ, nhưng sau đó bắt đầu thêm những ý kiến gì để mình nghe, mình lược bớt đơn giản đi một chút, thấy rằng cái tam giác đó không có gì đặc biệt. Thì thầy giáo đọc đến đâu là bên dưới là học sinh là vẽ hình trực tiếp đấy, chứ không có ngồi chép đề gì cả. Đấy, mà thường là vẽ bằng tay cho nó nhanh.
để giải quyết bài toán. Có những bài thì đa phần là vẽ bằng tay là giải quyết được rồi, nhưng có những bài chứng minh thẳng hàng đồng quy này, những bài liên quan tới tam giác đều, tam giác vuông cân thì đôi khi chúng ta phải vẽ bằng thước cho nó chính xác vào để nó lấy cái độ chính xác phán đoán mới tốt được. Học nâng cao là nó phải là như vậy, chứ không phải là cứ đi ngồi mò mẫm vẽ mãi không xong cái hình mà cứ đợi có bài đấy, hoặc là đợi thầy vẽ hình ra sau đó mới ngồi giải đâu, là không có nhá. Và học là nháp quan trọng hơn là vở ghi. Đó. Cho tứ giác ABCD có MNPQ là trọng tâm của các tam giác. Trọng tâm của các tam giác BCD. Đấy, có tam giác thứ nhất này. Tam giác ACD. Tam giác BAD và tam giác BAC. Vấn đề là đây các con thấy này, xong nó bảo chứng minh bốn đường thẳng này đồng quy. Đấy, đầu tiên là nhìn thấy nói đến trọng tâm cái bài này là đã cảm thấy hình rất là rối rồi, có đúng chưa? Trọng tâm ít nhất là mình phải vẽ được một cái trung tuyến ra, lấy 1/3, hoặc nếu không phải hai cái trung tuyến. Đó. Đấy, bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu về trọng tâm của tam giác bài này nên đi theo hướng nào nhá. MNPQ là trọng tâm của các tam giác BCD và ACD. Vậy các con thấy hai cái tam giác này nó có gì đặc biệt nhỉ? Hai tam giác này có gì đặc biệt? Đường giao nhau. Để ý tới lấy trọng tâm của hai tam giác này. Vậy mình từ đấy chúng ta nên đi theo cái hướng nào để lấy trọng tâm đấy? Đấy, thầy cần nâng cao là ở chỗ này này. Ngay cái đầu tiên đó là nên đi lấy cái gì để lấy trọng tâm đây? Có nên lấy hết các đường trung tuyến của hai như tam giác này không? Đấy. Thế nên lấy cái gì? Lấy một lấy trung điểm của mấy cạnh trung. Đúng rồi, lấy trung điểm của cạnh trung. Thế đấy là cái đầu tiên liên quan tới vẽ hình làm nào để cho nó đơn giản để chúng ta giải quyết bài toán, đúng chưa? Vậy thì chúng ta lấy thử một cái trung điểm xem ra không nhá. Trung điểm xong lấy 1/3. Anh này trung điểm lấy 1/3. Tạm thời thế đã. Lấy 1/3. Vậy thì chúng ta có những điểm gì đây? Trọng tâm tam giác BCD là điểm M. Tam giác ACD là điểm N. Ok chưa? Tương tự như vậy thì hai tam giác còn lại chúng ta thấy có trung cạnh là AB, đúng chưa? Vậy thì thử đi lấy theo dạng gọi là 1/3. Đúng chưa? 1/3. Rồi. Mà tương tự như vậy thì anh này lấy nối lại, lấy 1/3. Thế bây giờ người ta bảo chứng minh các cái đường đồng quy AM. Đúng chưa? BN. CP. CP ở đây. Và nốt anh DQ. Giả sử đây là Q. Đấy, các bạn thấy nhìn đơn giản bài này nó đã gọi là vẽ cái hình làm nào là nó đã là cả vấn đề rồi, có đúng không? Vẽ cái hình sau đó là đi giải có cái hướng giải quyết nào là nó đã là một vấn đề tương đối lớn rồi. Do đó những bài này cần phải vẽ hình rất chính xác để chúng ta phán đoán cái điểm đồng quy rất là quan trọng. Đó, bắt buộc phải vẽ hình chính xác. Tức là không có lúc này là không có vẽ bằng tay ỏ được nữa. Nhiều khi phải có những bài nhiều khi chúng ta phải vẽ tới 3-4 lần mới được ấy. Tức là nhiều khi vẽ xong nhá thì chúng ta thấy lấy những cái trung điểm của hai đường chéo này này, xong nó lại bị trùng ở những vị trí nó sẽ rất là khó nhìn. Vì vậy lại phải nắn hình chỉnh hình, vẽ nào cho nó đến cái nhiều khi lần thứ 3 thứ 4 mới ra. Vậy từ đây chúng ta đầu tiên chúng ta phán đoán này để đi chứng minh các đường đồng quy
Thì đối với năm lớp 7 hay là đầu lớp 8 thì chúng ta thấy rằng là thường là sẽ là gì nhỉ? Đưa vào các đường trong tam giác có đúng không cả lớp? Đúng không? Đường tuy nhiên chúng ta thấy rằng là các cái đường này các con thấy có thể đưa vào các đường trong một tam giác không? Ít nhất là có 4 đường, vậy là không. Vậy thì những bài chứng minh đồng quy như thế này thì người ta sẽ làm gì nhỉ? Em nghĩ là gọi giao của hai đường trước rồi chứng minh. Đúng rồi. 3 điểm rồi. Đúng rồi. Gọi giao hai đường, sau đó chứng minh những cái đường còn lại đi qua cái điểm này thì thường là như thế. Thì đấy chính là cái gọi là đối với chứng minh đồng quy mà những cái bài mà không phải các đường trong tam giác. Tuy nhiên bây giờ khi giả sử như là cái bài này mà đã học xong cái chương trình gọi là Menelaus và Seva nhá, đấy, học xong cả hình bình hành, vậy thì các con phán đoán cái gì đây? Cái điểm này có gì đặc biệt? Đấy nhá, bắt đầu hình thành trọng tâm này, giống như thầy vẽ thì thầy sẽ ưu tiên trung điểm CD để cho nó có hai cái tam giác này có chỉ cần lấy đúng một điểm thôi, chứ không phải đi lấy những cái điểm khác đi nữa, nó sẽ càng rối hình. Do đó thầy lấy ví dụ điểm đây là điểm H. Vậy chúng ta có cái anh AH này, trên đó có anh điểm N này, chia 3. Tương tự như vậy, điểm M là 1/3 đúng không? Vậy hai cái 1/3 các bạn nghĩ tới cái gì? Palette học chưa? Được. Cộng với khi hình thành điểm này nữa, hai tam giác này có chung cạnh AB. Vậy thì bắt đầu hình thành điểm này nữa. Bây giờ chúng ta thấy này, nốt hai cái đường còn lại. Vậy đầu tiên các bạn phán đoán cái điểm đồng quy này có gì đặc biệt? Phán đoán cho thầy này. Đây. Chính xác. Đấy mới là cái gọi cho đấy là thầy mới bảo là đối với những bài mà chứng minh thằng hàng đồng quy ấy, cái vẽ hình chính xác rất là quan trọng. Vậy cái phán đoán đầu tiên khi chúng ta lựa ra những cái điểm này, tại sao lại lựa những điểm này? Bởi vì là những cái tam giác này nó có chung cạnh, thì mình lấy chỉ cần một trung điểm thôi là nó đã được hai cái trọng tâm rồi, đúng không? Nó đấy là cái suy nghĩ rất đơn giản, vẽ hình nào cho nó đừng bị rối. Thì khi bắt đầu như vậy thì chúng ta thấy phán đoán cái điểm này là điểm O. Phán đoán nó là điểm O, nó thuộc PQ. Vậy bây giờ con có chứng minh không? À đâu, HK. Thuộc HK. Vậy có chứng minh được không? Vậy bây giờ mình thầy tách cái hình này ra nhá. Tam giác HAB. HAB. Đúng chưa? Có điểm M trên cạnh N trên HA sao cho tỷ lệ 1/3. Đây là N. M trên HB sao cho tỷ lệ 1/3. Vậy người tách hình ra AM, BN cắt nhau tại điểm P. Vậy có chứng minh được 3 điểm này thẳng hàng không? Trong đó Q là trung điểm AB. Chứng minh được không? Chứng minh được không? Ơ kìa, vừa học xong định lý gì nhỉ? Một là thẳng hàng, hai chứng minh phán đoán cái điểm O này nằm trên HQ. À, chỗ này là K đúng không? Vậy thời đây là đặt là K. O thuộc HK. Vậy tức là chúng ta đi chứng minh ba cái đường HK, AM và BN đồng quy. Vậy các con nghĩ tới cái định lý gì? Định lý gì về ba đường đồng quy trong tam giác nhỉ? Vừa học xong đấy, bạn nào vừa nói đấy, định lý Seva đúng không? Đúng không cả lớp? Vậy thì nội dung định lý Seva là gì? Ba anh đường này đồng quy khi nào? Chúng ta có đồng quy nhá, khi và chỉ khi bắt đầu là tính từ những cái điểm này chúng ta tỏa sang hai bên này. Vậy chúng ta cần có KA trên KB. Nhân với gì đây nhỉ các bạn? Nhân với cái gì thì bằng 1 đấy? Nhân với KA trên KB. MB trên MH. À, MB trên MH. Và nhân với cuối cùng là gì? NH trên NA phải bằng 1. Vậy anh này có bằng 1 không?
thử thay các tỷ số vào nhá. 1 trên 1 này. MB trên MH bằng mấy? 2. NH trên NA bằng mấy? Tính chất trọng tâm 1 phần 2, cái này bằng 1. Vậy anh này ok chưa? Tức là chúng ta thấy ngay, à vậy là hai cái đường này không những nó đồng quy bốn đường kia đề bài bác chứng minh, nó còn thêm đồng quy với cả cái đường HK này nữa. Vậy thì tương tự chúng ta nhìn thấy này, đối với cái tam giác HAB thì có hai đường AM và BN. Tam giác HAB này thì có AM, BN và HK đồng quy. Vậy thì được tương tự hai cái đường còn lại nó sẽ là tam giác nào đây nhỉ các bạn nhỉ? Nhìn sự tương tự đi. Nhìn sự tương tự đi. Mình vừa xử lý cái tam giác HAB thì có đường AM, BN đồng quy với HK. Vậy tương tự hai cái đường nối trọng tâm còn lại thì các bạn sẽ đưa vào tam giác nào đây? Tam giác nào? Đúng rồi, KCD. Với KCD vậy thì có phải là nhá, chúng ta có điểm Q là chia ba cái anh CK này không? Trọng tâm tam giác CAB mà. Điểm P chia 3 DK, tức là chúng ta có trọng tâm đấy, chia 3 đúng chưa? Vậy thì tương tự trong tam giác KCD ta sẽ có này, DQ. Thầy không vẽ nốt ra nó rối hình. CP và HK cũng đồng quy. Tuy nhiên từ đây khẳng định được năm đường này đồng quy chưa? Khẳng định được chưa? Chưa nha. Đấy nha, chúng ta thấy này, ba đường này đồng quy, ví dụ cùng đồng quy trên một đường HK đấy nhá. Thầy để cho chúng ta hiểu triệt để cái việc là phải lập luận tiếp. Đây, ba đường thứ nhất đồng quy cũng đồng quy tại một điểm trên HK. Thế nhưng mà cũng cái đường HK này nhưng mà nó lại đồng quy với hai đường kia, chưa chắc đã tại điểm này. Vậy thì từ đây chúng ta thấy cần đi chứng minh hai cái điểm này trùng nhau nữa mới xong. Vậy hai điểm này trùng nhau, các con phán đoán tức là hai cái điểm O và O phải này nó phải trùng nhau. Trùng nhau vậy các con thấy phán đoán tiếp theo rất quan trọng, điểm O này nằm trên HK có gì đặc biệt? Điểm O nằm trên HK có gì đặc biệt? Có gì đặc biệt cả lớp? O với trung điểm HK. Chính xác, đó chính là trung điểm HK. Vậy nếu như chúng ta thấy đi chứng minh thêm được hai cái đường này và đường HK đồng quy tại đúng trung điểm HK thì cái tương tự bên dưới này nó cũng sẽ đồng quy tại trung điểm HK và xong luôn. Vậy mấu chốt là chúng ta làm sao chứng minh O là trung điểm HK nữa là xong. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta đây mới là bước 1 là chúng ta thấy nó là đồng quy tại O. Thế bước 2 là chúng ta có chứng minh được O là trung điểm HK không? Vậy muốn chứng minh O là trung điểm HK các con đã nghĩ ra định lý gì chưa? Tức là chúng ta cần cái tỷ số OH trên OK bằng 1. Vậy nghĩ tới cái gì đấy? Nghĩ tới gì? Không, làm gì có phân giác ở đấy. Nghĩ tới cái gì nhỉ? Tỷ số. Vậy các bạn cũng chính là cái định Talet, hoặc là cái mà là để ý này, mình vừa có thẳng hàng rồi. Thế nhưng bây giờ là có những đường giao nhau cắt nhau này, vậy thì chúng ta nghĩ tới cái định lý gì mà sẽ có tỷ số ở đây? Ở kia Seva hoặc là Menelaus. Đúng không? Vậy cái tỷ số OH mình cần xử lý cái anh OH trên OK này. Vậy cái OH trên OK tức là có một điểm O trên cạnh HK. Vậy các con thử nhìn thấy ba điểm nào thẳng hàng quất ngay nó vào luôn thì sẽ có Menelaus thôi. Đúng chưa? Menelaus. Ví dụ mình trích ra một tam giác nhá. Bây giờ thầy đánh dấu đỏ ba cái điểm này.
cái định lý Menelaus ấy, các con cũng chú ý là đừng có để cho nó bị rối nhá. Đây ba điểm này đã thẳng hàng nhá. Vậy chúng ta thấy ba điểm nó nằm trên cạnh này, mà mình cần cái tỷ số OH trên OK, tức là mình cần có điểm O với hai điểm nữa thẳng hàng. Vậy bây giờ thầy sẽ lấy hai điểm bất kỳ sau khi thẳng hàng rồi. Ví dụ điểm M, điểm O và điểm A đối với tam giác này. À, Menelaus nha, Menelaus đối với tam giác gọi là HKB và ba điểm thẳng hàng là HOK. À đâu? MOA. Vậy cái nội dung định lý này sẽ như thế nào đây? Tại sao như vậy? Bởi vì là đưa điểm O cái tỷ số này, vậy phải có điểm O nằm trên cái đường thẳng đấy đã. Vậy ta có OH trên OK. Các bạn đọc cho thầy với ba điểm thẳng hàng thì để xem là các bạn quen không nào. OH trên OK nhân với cái gì thì sẽ bằng 1 đây. Bắt đầu từ điểm O. Nhớ ba điểm màu đỏ nhá. OH trên OK. Đừng con mà đi lần cái định lý Menelaus với Seva theo như cái kiểu con lần sau OH trên OK mà con lấy OM liền là sẽ rất khó lần này. Để ý cái định lý này bao giờ người ta cũng viết dưới dạng triệt tiêu liên tiếp. Đấy nhá. K trên K dưới triệt tiêu không nói, nhưng bắt đầu từ có B ở mẫu này thì anh kia B ở tử. Bắt đầu có H ở mẫu thì anh kia H ở tử, triệt tiêu dạng đấy thì nó mới dễ lần. Vậy OH trên OK, OH trên OK. Do đó cái điểm thứ hai mình nên xuất phát đó chính là AK trên AB. Thì đấy chính là cái cách ghi ra các cái tỷ số đối với Seva và Menelaus cho nó nhanh và đỡ nhầm. Đúng chưa? Được hai điểm OA rồi. Vậy đến tiếp theo là điểm M. Điểm M vậy ta phải có tỷ số nào đây? Để rút gọn được nó là MB trên MH. Cái anh này có bằng 1 không? Đúng chưa? Có đúng là nội dung định lý Menelaus không? Vậy AH trên AB, AK trên AB bằng mấy? 1/2. Có đúng chưa? MB trên MH bằng mấy? Tính chất trọng tâm bằng 2. Cái này bằng 1. OH trên OK. Vậy từ đây chúng ta có OH bằng OK. Tức là ta thấy O là trung điểm của HK. Vậy chúng ta thấy nó đồng quy, không những đồng quy không mà đồng quy tại trung điểm của HK. Đó. Đồng quy tại trung điểm của anh HK này. Tương tự thì đương nhiên ba anh dưới này cũng đồng quy tại trung điểm HK. Do đó năm cái đường này đồng quy. Thì đây là một cái hướng mà gọi là phát triển theo cái hướng vẽ tạo ra điểm trọng tâm như thế nào. Đúng chưa? Sau đó phát triển tiếp lên, nhìn vào bài toán nó có những cái một số những cái liên đới như vậy. Tuy nhiên bài này nó còn một đường đồng quy số 6 nữa, nó là 6 đường đồng quy. Các con có biết nó là điểm nào nữa không? Và khi chúng ta nghĩ ra cái đường số 6 này thì bài toán lại có một cái cách chứng minh khác mà không cần dùng tới hai cái định lý này. Mà khi bắt đầu học vào kiến thức lớp 8 về gọi là đường trung bình là chúng ta đã chứng minh được rồi. Vậy chúng ta thấy này, nó còn đồng quy với một đường này nữa, đó là trung điểm của hai đường chéo cũng nhận O trung điểm hai đường chéo. Và khi các bạn học tới hình bình hành thì cái tứ giác này nó chính là hình bình hành, đúng chưa? Đó. Vậy chúng ta thấy cái bài này là nó không chỉ có 4 đường đồng quy đâu mà nó là 6 đường đồng quy. Tuy nhiên người ta giấu đi hai cái đường HK và trung điểm của hai đường chéo này này. Thì bài toán nó sẽ hơi khó hơn một chút. Tuy nhiên nó có một cái nữa. Đó là này, khi chúng ta phán đoán được mấu chốt là nó còn đi qua trung điểm của cái anh giao hai đường chéo này là anh thầy đặt đây là gì nhỉ? XY đi. Thì khi đó chúng ta thấy rằng là không cần tới hai điểm HK nữa, chỉ có xử lý duy nhất
chứng minh AM đi qua trung điểm XY cái xong luôn. Tương tự ba đường còn lại cũng đi qua trung điểm XY. Đó. Thì đấy là cái bài liên quan tới cái bài toán nữa là chứng minh đồng quy, nó tương đối là hay. Nó có nhiều hướng để giải. Một là đây là cái hướng này là đối với lại chúng ta học xong kiến thức nâng cao thì để nhìn nhanh bài toán. Thế còn các bạn thử đi dùng cái hai cái trung điểm XY này nha cho thầy nha. Không cần tới những cái điểm KH này. Các bạn về nhà thử đi chứng minh cho thầy AM đi qua trung điểm XY cho thầy xem nào có xử lý được không. Chỉ có cái dùng kiến thức đường trung bình thôi là xong. Đó, vậy là buổi đầu tiên hôm nay là chúng ta tạm thế nhỉ.